Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Ebung. Hôm nay mình đi thăm nước ruộng. Đây là ruộng nhà mình này. Đây khoảng 4 sào hơn. Hôm nay buổi sáng sớm mình đi thăm ruộng. Hôm qua mình vừa mới sạ các bạn ạ. Đây sáng vừa nãy mình mới chặn nước, đường nước nó vô trong ruộng. Không chặn là ruộng đầy nước, là nó lúa nó ngập xong là nó không có mọc được. Bữa nay trời bão các bạn ạ. Đây, bên trên nước nhiều lắm này. Đấy, cao hơn bên dưới. Có nhiều ruộng nước bị ngập hết các bạn ạ. Tại vì trời tối hôm qua là mưa rất to. Đến sáng bây giờ là lúa bà con của bác ở đây bị ngập hết. Tội lắm. Mà làm ruộng vào mùa mưa là nước bị ngập úng hết rồi. Có người người ta đang cày ruộng nữa, có người chưa cật nữa. Nói chung là dân ở đây làm rất nhanh. Cật xong là phay luôn, làm luôn. Tội lắm. Đây các bạn này, nãy mình vừa mới chặn. Chặn đường nước này, nước từ đây tới bên kia tầm mấy mười mấy mét này này, nước mình chặn hạn ấy là bây giờ sắp cạn rồi. Đây này, các bạn xem nha. Ruộng bên này này. Nước không thể nào mà nó thoát được, tại vì cái mường nước á là nó nhỏ lắm. Tầm 30 thôi. Thế mà sao mà nó thoát được nước, đúng không các bạn? Đấy. Đây là mường nước các bạn ạ. Đấy. Mình nước đầy như thế này luôn, mùa mưa là nó không bao giờ nó thoát được. Kìa, bên kia là bị bể rồi. Đây là ruộng của người ta. Nói chung bên dưới này bị ngập úng hết rồi. Đó, bên kia là toàn là nước. Người nào mà mới xả thì cực kỳ tội lắm. Bởi vì nếu mà nước nó ngập vào ruộng là không thể nào mà lúa nó mọc được, nó thành nó thối. Đó, các bạn thấy bên này không? Hôm qua là nước cạn, bây giờ nước đây này, ruộng bên này giống như hồ luôn. Tội lắm. Tí người ta mới đi thăm nước ruộng người ta. Mình thì mình đi thăm rồi. Yeah, từ đây tới bên kia toàn là nước thôi. Hôm nay trời bão.
bây giờ vẫn mưa như thế này. Nếu mà mưa một hai ngày là chỗ làng mình là nó ngập luôn, chỗ dưới huyện á. Bây giờ mình sẽ tạm dừng video nhà tại đây các bạn nhé. Quay dài cũng không tốt lắm, tại vì bữa nay ít người qua thăm mình lắm. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký. Rồi các bạn có ý hay gì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình một chia sẻ nhé. Đây là cánh đồng trong buôn làng của mình. Mấy bữa nay trời âm u lắm. Cho các bạn xem. Bye bye mọi người nha.